Hơn 16 năm đảm nhận vai trò giáo viên làm tổng phụ trách đội, thầy giáo Quỳnh Hồng Phi được biết đến là một tổng phụ trách đội năng động của trường trung học cơ sở Bạc Liêu, Ninh Bình, thành phố Bạc Liêu. Hoạt động đội ở trường trung học cơ sở Bạc Liêu, Ninh Bình giờ đây không còn giới hạn ở khuôn khổ của những buổi họp ban chỉ huy liên đội một cách khô khan. Thay vào đó là nhiều hình thức hoạt động phong phú được thầy giáo Quỳnh Hồng Phi sáng tạo và triển khai cho liên đội thực hiện. Chính những hoạt động phong phú đó đã thu hút các em học sinh trong trường cảm thấy thích thú và hăng hái tham gia phong trào. Đối với việc vừa học mà vừa tham gia phong trào đội của trường cũng như là thầy Phi đưa ra thì chúng em cảm thấy là cái việc học tập mà vừa được vui chơi giải trí thì rất là bổ ích cho học sinh. Vì sau những giờ học căng thẳng mà có những cái phong trào như vậy thì giúp ích cho chúng em rất là nhiều. Thứ nhất là có thể là cảm thấy con người mình nó vui hơn và học tập sẽ có hiệu quả hơn. Cái phong trào đội ở trường thì tổ chức cho các em được vui chơi, giúp ích được nhiều trong cái cuộc sống, tạo ra những sân chơi lành mạnh, vừa học tập mà vừa tham gia cái hoạt động đó thì nó giúp ích là giúp mình tự tin hơn, có nhiều kiến thức, kỹ năng trong học tập rất nhiều và tạo cho mình cái hứng thú để học tập. Công tác đoàn đội trong trường học là một công việc không hề đơn giản, đòi hỏi người cán bộ đoàn hay người tổng phụ trách phải hết sức nhạy bén, năng động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với tâm lý học sinh, từ đó mới thu hút được các em đến với phong trào. Chính vì thế, bên cạnh cái tâm và cái tài, những cán bộ làm công tác đoàn đội trong trường học rất cần sự ủng hộ của đoàn cấp trên, cũng như từ phía ban giám hiệu nhà trường. Từ khi tôi ra trường, thì với cái tinh thần sức trẻ thì ban giám hiệu nhà trường mới phân tôi đảm trách cái nhiệm vụ là tổng phụ trách đội ở trong trường. Thì nhiệm vụ cơ bản đó là tham mưu và phối hợp để đưa cái phong trào đội của trường ngày một đổi mới đi lên. Thì với sức trẻ và nhiệt huyết của mình thì hàng năm thì tôi thường tham mưu cho ban giám hiệu những cái phong trào đổi mới để tạo nguồn lôi kéo học sinh, cuốn hút các em học sinh để từ đó các em không có sự nhàm chán trong công tác đội. Thì với cái nhiệt huyết của mình nghĩ là vì đàn em thân yêu, mình hòa đồng với các em để cùng nhau giúp cho cái phong trào đội ngày càng vững mạnh và thực hiện theo cái phong trào chung của ngành giáo dục là ngôi trường thân thiện. Thì để làm được cái chuyện đó thì tôi cũng may mắn là công tác tại một cái ngôi trường thì ban giám hiệu luôn luôn lúc nào cũng có sự quan tâm, đặc biệt là quan tâm về cái đội ngũ phụ trách đội. Thì khi tôi tham mưu bất kỳ một cái việc gì mà liên quan đến học sinh, có lợi ích cho học sinh thì ban giám hiệu đều duyệt hết. Và trong đó thì nhiều năm thì mỗi phong trào như vậy đều có cái đổi mới riêng biệt của nó. Thầy Quỳnh Hồng Phi với 16 năm kinh nghiệm giảng dạy và cũng từng ấy năm thầy Quỳnh Hồng Phi tham gia làm công tác đội, làm tổ phụ trách. À, thời gian thầy Phi về công tác tại trường, thầy Phi đã dìu dắt các em và đẩy mạnh cái hoạt động đội. Thầy Phi là người khởi xướng ra nhiều cái phong trào để giúp cho các cái hoạt động của liên đội ngày càng đi lên, cũng như có những cái sự đa dạng về các hoạt động